Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra lễ chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và một số đảng ủy cấp huyện. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, chuyển hai tổ chức đảng và 83 đảng viên của hai doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A và Phố Nối B trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Mỹ về Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đó là Đảng bộ công ty thép Việt Ý và chi bộ công ty Coat Phong Phú, đồng thời chuyển giao 6 tổ chức đảng hơn 300 đảng viên của một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp từ Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh về các địa phương là Đảng bộ tổng công ty May Hưng Yên, Đảng bộ công ty nhựa Hưng Yên, chi bộ công ty dược phẩm Hưng Yên, chi bộ công ty May Phú Khang chuyển về Đảng bộ thành phố Hưng Yên, chi bộ công ty Tân Việt Anh về Đảng bộ huyện Yên Mỹ, chi bộ công ty May Phú Sinh về Đảng bộ huyện Ân Thi. Sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cán bộ văn hóa tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Với phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tập trung nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy văn hóa văn nghệ thể dục thể thao du lịch phát triển, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy, nhiều di tích được tiếp tục quan tâm đầu tư tu bổ, gắn với phát triển du lịch, hoạt động văn hóa nghệ thuật có sự đổi mới trong phương thức tổ chức. Sáng nay, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến giai đoạn 2021-2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với kết quả chung của toàn quốc, năm 2020, Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trong toàn quốc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong các năm 2021 và 2022, Hưng Yên tiếp tục duy trì các thành tựu đã đạt được: 139 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 83 xã đạt nông thôn mới nâng cao, qua đó đạt cao hơn 5% trong kế hoạch trung ương giao. Về tiêu chí giảm nghèo đa chiều, Hưng Yên đã phấn đấu đạt tỷ lệ 1,93% hộ nghèo, tương đương với trên 7.800 hộ, giảm trên 2.500 hộ nghèo, giảm trên 60%. Qua đó, giảm sâu so với kế hoạch trung ương giao gần 50% kế hoạch. Trong giai đoạn này, tỉnh Hưng Yên đã phân bổ nguồn ngân sách là trên 1.890 tỷ đồng để xây dựng 477 công trình là cơ sở vật chất phục vụ xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức diễn tập quốc phòng an ninh năm 2023. Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 chuyển sở vào các trạng thái quốc phòng gồm 2 vấn đề huấn luyện, đó là chuyển sở từ trạng thái thường xuyên vào trạng thái khẩn cấp, chuyển sở từ trạng thái khẩn cấp vào trạng thái thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị đảm bảo tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành xử trí tình huống ô nhiễm môi trường. Trong đó, vấn đề huấn luyện 1 về tổ chức hội nghị ban giám đốc mở rộng họp khẩn cấp triển khai các biện pháp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong điều kiện có chiến tranh phá hoại. Hôm nay, giá thép giảm thêm gần nửa triệu đồng mỗi tấn trong vòng một tuần. Giá thép hiện quanh mức 13,5 tới 13,75 triệu đồng mỗi tấn, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Ngày 27 tháng 8, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát, thương hiệu chiếm 30% thị phần trong nước, được các đại lý tại Hà Nội báo giá 13,53 triệu đồng một tấn. Ngưỡng giá dao động 13,5 triệu đồng một tấn với thép cũng được nhiều thương hiệu khác như thép VSA, Tungo, thép Mỹ điệp ít một tuần trở lại đây. Số thương hiệu còn lại như thép miền Nam Pomina bán ở quanh mức 14 đến 14,3 triệu đồng mỗi tấn tùy loại. Đây là lần giảm thứ 18 của thép trong nước từ đầu năm đến nay. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52% số ca tử vong, tăng 15 trường hợp. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong những tuần gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận trung bình từ 40 đến 50 ca mắc tay chân miệng trên tuần.
Cộng dồn từ năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội có 1.169 ca tay chân miệng và 36 ổ dịch. Hiện còn một ổ dịch tay chân miệng đang hoạt động tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm với 2 ca bệnh. Sáng nay, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 13 bị cáo là cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hầu tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, Phạm Thanh Tuấn, trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa và các đồng phạm đều là công an chủ trương thành lập hai tổ công tác tuần tra bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy. Khi tổ chức tuần tra phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ, trái phép chất ma túy, nhóm cán bộ đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch cho đối tượng, viết bản tường trình, sau đó yêu cầu những người này gọi điện cho người thân đem tiền vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị cáo để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Ngày 28 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy một người đàn ông trình báo tham gia nhóm hẹn hò có tên là Câu lạc bộ Mỹ Nhân Lớp trên Telegram đã được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên nhận hoa hồng. Kích hoạt thẻ thành công, ông được thông báo hệ thống bị lỗi và liên tiếp sau đó chuyển hơn 40 lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng, vẫn không rút được tiền. Nạn nhân được giới thiệu tới lãnh đạo cấp trên của câu lạc bộ hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về các ứng dụng hẹn hò khi muốn tham gia. Nếu các ứng dụng có nội dung nộp tiền để tham gia hoặc đặt lệnh để có lợi nhuận cao thì cần cảnh giác. Người chơi chỉ nên chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không truy cập vào những đường link lạ. Giới chức Triều Tiên vừa quyết định hạ mức độ phòng chống dịch COVID-19 và cho phép các công dân còn kẹt ở nước ngoài trở về nước. Bộ Tư lệnh Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên đưa ra thông báo vào ngày 26 tháng 8 cho biết những người trở về nước sẽ được theo dõi y tế kéo dài một tuần tại các cơ sở cách ly. Công dân trở về nước trong thông báo có thể là những người trở về Triều Tiên từ Bắc Kinh, Trung Quốc bằng các chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo. Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều quan chức ngoại giao, lưu học sinh và người lao động ở các nơi của Trung Quốc và Nga trở về Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi, Triều Tiên chính thức tuyên bố mở cửa đất nước. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ, bắt đầu tạm dừng nhập cảnh của khách du lịch vào năm 2020, sau đó phong tỏa biên giới và tạm dừng các chuyến bay quốc tế cũng như vận chuyển hành khách. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp thông báo, nước này sẽ tiêu hủy 303 triệu lít rượu vang đủ đổ đầy 100 bể bơi Olympic khi sản xuất bị dư thừa do nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, bộ này sẽ chi thêm 40 triệu euro bổ sung cho ngân sách 160 triệu euro mà Liên minh châu Âu-EU đã đồng ý cấp để tiêu hủy gần 303 triệu lít rượu vang dư thừa của nước này. Quyết định nhằm ngăn chặn giá sụt giảm, giúp các nhà sản xuất rượu vang tìm lại nguồn doanh thu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ rượu vang ở châu Âu sụt giảm mạnh. Theo thống kê, vào năm 1926, một người trưởng thành ở Pháp có thể uống trung bình 136 lít rượu vang mỗi năm. Ngày nay, con số đó đã giảm xuống khoảng 40 lít và người tiêu dùng ngày càng ít hứng thú hơn với rượu vang. Brazil đang trải qua đợt nắng nóng bất thường vào giữa mùa đông từ tháng 6 tới tháng 8 của Nam Bán Cầu. Nhiệt độ ở các thành phố ở Brazil đều ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất khu vực Mỹ Latin, người dân ở đây đã bất ngờ khi mức nhiệt tăng hơn 10 độ C so với mức trung bình 24,5 độ C trong tháng 8. Có ngày nhiệt độ ở thành phố này lên tới 32,3 độ C, gần với mức nhiệt 32,5 độ C đo được trong mùa hè vào ngày 16 tháng 1 năm nay. Con số này cũng gần với mức nhiệt cao kỷ lục 33,1 độ C trong tháng 8 hồi năm 1952 và 1955. Các chuyên gia khí hậu nhận định tuy nhiệt độ sau đó sẽ hạ xuống, nhưng trong tương lai, mùa đông có thể sẽ nóng hơn. Thời tiết bất thường trong tháng 8 là kết quả của khối không khí khô nóng bao trùm khắp Brazil. Khối không khí này khiến nhiệt độ tăng cao, được hình thành từ sự kết hợp của hiện tượng thời tiết El Nino và tình trạng ấm lên toàn cầu do hoạt động của con người gây ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.